Chào mừng toàn thể quý khán giả mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì cháu Long ghi hình vào ngày 27 tháng 3 năm 2024. Buổi sáng ngày hôm nay tầm khoảng 7 cho đến 8 giờ thì trời bao phủ một màu đen và một cái trận bão vô cùng lớn đã xảy ra ở trên khu vực mà cháu Long đang đồng hành cùng bà con này. Đây là xã Đường Thượng, huyện Yên Bình, tỉnh Hà Giang. Và đến đây cái thì bàng hoàng với những cái điều mà đã xảy ra, từ hoa màu cho đến nhà ở, tài sản của bà con, hầu như gia đình nào cũng bị ảnh hưởng rồi. Và xin mời toàn thể quý cô bác, anh chị hãy đồng hành cùng cháu Long trong thước phim ngày hôm nay để đến thăm xem nào mọi người ở đây đang lo lắng như thế nào sau cái trận bão đầu tiên của năm 2024 này. Xin mời các bạn. Ở đây có cái chị này, chị đang cắm lại cái dèo đỗ này, cũng may mắn một phần là bởi vì là cái cây đỗ này nó chưa phát triển cao nên là nó chỉ đổ cái dèo cắm thôi, chứ còn cây đỗ còn đỡ ảnh hưởng. Và ngô của bà con cũng chưa quá cao, chứ nếu mà ngô mà cao tầm khoảng bằng đầu gối này thì chắc chắn là sẽ bị đổ hết rồi. Giờ cùng nhau đi vào đây nhá. Bên này những cái cây lanh của bà con này, những cái dèo đỗ thứ là đổ dạp hết một bên này, chứng tỏ gió là từ hướng kia về đúng không? Khu vực Long bắt đầu bấm máy quay đây thì có một cái căn nhà này, không biết có ai sinh sống ở trong đây không. Phần mái ở bên trên đã hoàn toàn bay mất rồi, kể cả những cái thanh xà các thứ này đổ hết rồi. Chào chị. Nhà chị à chị? Nhà chị à? Có ai ở nhà chị ở đây à, hay là có mấy nhà? Người bọn nó đi hết rồi chị. Hôm nay một mình thôi, mà buổi sáng nay chị đã đi chợ, chị chưa về nhà, chị về đến nhà nó hỏng hết rồi. À, sáng nay chị đi chợ về nhà hỏng hết à? Vâng. Ở trong nhà mình thì có đông người ở không chị? Hàng ngày, hàng ngày à? Hai, bây giờ hai mẹ con ạ. Hai mẹ con chị à? Vâng. Nhà mình có một cái nhà này thôi à chị? Có một cái nhà này, mà cái nhà tạm ở bên kia đấy. Ví dụ sáng nay chị không ở nhà này chắc là ở trong đấy rồi, ở trong này thì. Sau này ví dụ ở nhà thì không ủ luôn. Cũng may là đi ra khỏi nhà rồi đúng không? Ừ, con chị lớn chưa chị? Con chị nó đã có 13 tuổi, nó đã khoảng 18 rồi. 13 tuổi rồi. Em vào nhà tí được. Vâng. Nhà của nhà chị một là bệnh hết rồi. Thì là trong này có hai mẹ con ở. Vâng, bây giờ hai mẹ con ạ. Sợ hết rồi nhỉ? Chị làm may à chị? Vâng, chị may cái... Ok. Cái máy may này có bị làm sao không chị? Nó hỏng hết rồi, nó hôm nọ nó không khâu được. Nó hỏng. Bay hết này, làm nào bây giờ? Có bao giờ không biết là thế tối, nào tối tối nay thì ngủ đâu? Tối nay có một cái nhà tạm bấy kia, chắc là ngủ chỗ đây, không có cái đây nữa thì tối nay có một nhà bên này nữa. Và... nhà bên này cũng nhà mình à hay là nhà gì? Nhà như của nhà tình nghĩa ấy nhỉ? Vâng, cái nhà nước là này cũng làm cho nhà mình à hay làm cho nhà ai? Là cho nhà mình ạ. Em đi sao tí nhá. Vâng. Thì là chị có hai nhà. Có hai nhà. Vâng, bây giờ nó định hết rồi, được trụ hết rồi. Nhà này nhà tình nghĩa này. Vâng ạ. Ngân hàng Vietinbank tặng nhà tình nghĩa năm 2009 này. Vâng. Vâng. Họ mua về mà giờ. Tối nay sang đây ngủ thôi nhỉ? Vâng. Chứ ngày thường là chị vẫn ngủ nhà gỗ này à? Vâng. À, thì ạ. Không hết rồi là không. Chia buồn với chị nhá. Cố gắng khắc phục thôi. Ở tạm nhà này rồi thì cái nhà gỗ kia khắc phục sau. Vâng. Chắc là bên chính quyền người ta cũng sẽ đến hỗ trợ chứ nhỉ? Vâng. Chưa này, sang đây vừa mới hỏng. Cho em hỏi một tế nhị một tí, chồng chị đâu? Chồng của chị đi... Nó chết rồi. Chết rồi à? Vâng. Thôi. Cảm ơn chị nhé, em qua đây xem bà con đang khắc phục thiên tai như nào. Vâng. Nó bay gió này, nhà đổ sụp hết. Chia buồn với chị, cố gắng chị ạ. Đấy, nhà chị là không còn cái gì nữa rồi nhỉ, bay hết này. Cũng may là có cái nhà tình nghĩa đằng sau kia. Nhà tình nghĩa ngày là xưa xây cho nhà, xây cho ai chứ không phải xây nguyên cho nhà chị đâu chứ. Xây cho chị ạ. Xây cho chị à? Vâng. Thế cũng đỡ nhỉ? Rồi, nhưng mà bao giờ hết cả nhà. Rồi, em cảm ơn nhé, em đi đây. Bên này trường học cũng hỏng rồi sao này. Cái nhà của nó
hỏng hết rồi. Đây nhà bên này cũng ấy này. Đâu mưa thử à? Nhà bên này cũng bay hết rồi. Nhà này có ai ở không chị? Ừ, nhà này cũng thế này. Vườn bên trên mái trên hỏng hết rồi. Bây giờ thầy đóng cửa đi, đi vào trong này ngó. Ở trong này có ai ở không chị, nhà này? Nhà hoang à? Này, à không, cái nhà này cơ mà, nhà nhà này nó không có. Cái bố nó chết ạ. À. Bố nhà chết á? Đi lấy chồng là còn ba con cha đi với ông bà. À. Không ai ở đây. Thế là bố chết, mẹ đi lấy chồng à, rồi là bây giờ là các cháu sang ở ông bà bên kia rồi. Thế thành nhà hoang rồi nhỉ. Okay. Ở đây rất là nhiều những cái nhà tình nghĩa 209 kìa. Ừ. Đường đi lại ở đây thì khá là thuận tiện đấy các bạn ạ. Ở trung tâm của xã Đường Thượng này là một cái xã nằm ở trọn vẹn thung lũng. Mà xem là ở hai bên là hai cái dãy núi, hai dãy núi cao lắm. Và nếu mà như mà ở đây mà nó có trận mưa nào thì đa phần là sẽ ngập trắng băng luôn. Bởi vì nó không có đường thoát ấy, hai bên là những dãy núi cao rồi. Gió nào thì kiểu nó hút ấy. Hút gió ở thung lũng này nó cuốn mạnh lắm. Đi dọc ra đây một chút nữa này. Ở trước mặt chúng ta là cái điểm trường kìa. Điểm trường cũng bay hết mái rồi. Thấy sao nào? Cũng may nhỉ, ngô chưa lớn này. Thì nó không đổ. Nó chỉ nghiêng một chút thôi. Ôi, mưa to quá. Chào chị. Đi sang đây xem được điểm trường một chút. Đất đai ở đây thì ở trên vùng cao núi đá này thì xa ở đây thì cũng là đất đai là gần như là bằng phẳng nhất rồi đấy. Không còn cái xa nào mà được bằng phẳng hơn cái xa này nữa đâu. Điểm trường này Long đi qua lại thì mới thấy được sơn lại chứ. Mới sơn lại, mới tinh luôn ấy. Được xây dựng từ năm 2002 rồi nhưng mà kiểu đợt vừa rồi là bảo dưỡng lại. Sơn các thứ lại nó mới được sáng sủa, sạch sẽ như này. Đây thì thấy có lớp giáo mẫu giáo 4 tuổi này và lớp mẫu giáo 5 tuổi. Điểm trường thôn Cờ Tẩu, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Các bạn nhìn thấy cái mái chưa? Tôn xốp rồi. Nó gió nó tốc hết rồi. Hỏng hết rồi. Bay cả xà gồ các thứ đi lên. Cả mái trước, mái sau tung hết lên. Các cháu là tạm nghỉ rồi. Như này sau có chỗ học nữa. Cái cột này gãy luôn này. Này nó tốc. Nó tốc cái xà gồ các thứ lên này. Cái đỉnh cột này nó gãy luôn. Ôi, cột không có sắt. Sao làm cột trường học này không có sắt đây này. Không có sắt đây này, đây này. Đây có sắt đâu. Không có sắt thì nó mới gãy được chứ. Hay là sắt người ta chỉ làm đến đây thôi. Làm gì có cái chuyện là sắt làm lửng lơ. Không có sắt. Bên này cũng thế này, đây này. Gãy cả một cục bê tông bên trên này. Ồ. Công trình được tài trợ bởi công ty cổ phần thời trang. Cái gì kìa? Toàn được tài trợ thôi trên vùng cao những công trình này. Tài trợ nhưng mà xây dựng nguyên vật liệu này thì chết nhỉ. Khá nhạy cảm, mình không muốn nhắc đến nữa. Bây giờ đi sang bên kia để xem mấy cháu mồ côi bên kia nữa cơ. Mấy cháu mồ côi bên này thì ngày trước đến thì cái mái các thứ là cũng muốn bay lắm rồi. Đợt này chắc là không chịu nổi nữa rồi với những cái mái đấy. Đây có cái nhà tan hoang luôn này. Này đây,
không biết là nhà hay là lán lương gì bên kia kìa. Nhìn thấy cái bạt chưa, cái bạt xanh bạt đỏ bung hết lên kìa. Tí thử đi vào đấy xem nào, nát hết rồi. Ôi, nhà ba cháu mồ côi cũng thế này. Đoán ngay mà, bởi vì là cái tôn nó quá mỏng. Quý khán giả xem những cái thước phim cách đây một vài tháng thì biết là đây là cái nhà của cháu Say. Có ba cháu đang sinh sống trong căn nhà này. Bố mất, mẹ bỏ đi lấy chồng này. Mà có một chú ruột là trưởng thôn luôn đấy. Bác chú ơi. Trước thì Long đến, Long giúp các cháu làm cái cửa tôn kia kìa. Và bên trên cái mái là toàn bằng cái tôn lá này, mái nhà ấy. Được lợp bằng tôn lá này bao nhiêu năm nó hỏng hết rồi. Và theo đúng dự đoán của Long là trận bão của sáng ngày hôm nay thì sẽ không trụ nổi. Y như rằng này, tan hoang hết rồi. Đây, ba cháu mồ côi rồi nó ở đâu? Đi thử đi vào nhà bác trưởng thôn này nè. Bác trưởng thôn là anh em... là bác ruột hay sao ấy, bác về đằng mẹ hay bác về đằng bố ấy? Đằng bố à? Có bé đang cởi chuồng, không ghi hình được. Có bé đang cởi chuồng, để tí nữa vào sau, để tí vào nói chuyện xong. Đấy, đi dọc một bên này nữa xem nào. YouTube mình thì lại không quay được cái ví dụ như là giết mổ động vật này, có máu có mê các thứ ấy. Và thứ hai nữa là trẻ con các thứ cởi chuồng là không ghi hình được. Mấy cháu nuôi con bò này, may quá con bò mái các thứ nó tốc, nó không rơi vào con bò này. Bên này cũng có ba cháu mồ côi nữa. Cũng mất bố, mồ côi bố. Không biết có bị làm sao không. Đây, ba cháu ở bên này thì đỡ hơn một tí. Chỉ bị... Long nhìn thấy vỡ mất mấy viên ngói bên trên rồi. Ôi, mưa to quá. Cô ơi. Nhà mình cũng hỏng hết rồi nhỉ. Bay hết rồi. Vẫn phải cười thôi nhỉ, không biết làm thế nào. Không biết làm thế nào rồi. Nhà hỏng hết rồi. Nhà hỏng hết rồi à? Bắt cháy cho nhau à? Bên kia còn hỏng hơn à? Đi sang bên đấy xem. Đi sang bên đấy xem nào. Đây này. Nhà chính nhà bé bé thấp thấp này lại không sao rồi. Cái nhà này cũng là ông bà ngoại của các cháu mồ côi ở bên này đấy. Nát hết rồi nhưng mà chính là lại không sao rồi. Nó thấp ấy. Nó thấp hơn nhà bên còn lại, nó ẩn được. Ây giời ơi. Ở đây thì mặc dù là gần đường chính đấy, cũng nhiều đất để canh tác nhưng mà chỉ trồng ngô để ăn thôi. Chứ còn nhà cửa thì các bạn nhìn đi này, bốn xung quanh thì đều là những cái nhà gỗ, bên trên được lợp bằng tấm lợp bờ rô. Và cái gỗ thì nó không còn nhiều như ngày xưa ấy, nên cái xà cồ các thứ nó yếu lắm. Em kia em chỉ bên này còn nát hơn, có ba nhà nát lắm mà. Mọi người sau trận bão thì cứ đứng thôi, chả biết làm gì cả. Còn một số người thì đi ra kia xem cây ngô nào, cây đỗ nào nó đổ nát quá thì nhổ đi, tỉa bớt đi. Hoặc là vun đất vào cho nó đứng lên.
Chắc là những cái nhà mà như này thì họ chỉ đợi chờ thôi, đợi chờ xem bên xã có chính sách gì hỗ trợ không thôi. Chứ còn với cả một cái mái mà hỏng như thế thì để sửa sang lại không phải là chuyện đơn giản đâu. Bữa ăn hàng ngày 50-100 còn không có ấy. Làm sao mà có tiền sửa sang cái nhà, cái mái to thì được. Đây này. Đi sang đây là cái nhà này khá là to này, cũng bay hết rồi. Ở trên vùng cao này thì các bạn cứ nhìn thấy những cái nhà mà người ta cứ cho những cái tảng đá lớn lên bên trên ấy, là bởi vì nó hay bão, nó hay bị tốc mái đấy, nên người ta cứ cho cái những viên đá to lên. Nhưng mà cực kỳ nguy hiểm luôn đấy, lúc nó tốc như này, này đá nó rơi xuống thì chết. Nhà xây, nhà gỗ, dính hết. Đấy, nhà này mất một nửa rồi. Cũ quá rồi, cái mái. Một nửa bên này mất, một nửa bên kia thì cũng... Đây, nhà kia, nhà gỗ bên kia nát hết này. Anh lạnh rồi mà trẻ con vẫn cho cửa chuồng cửa trần hết rồi. Đây, hai nhà này. Nhà mới mới này cũng bị này. Nhà bên kia cũng bị kìa. Đấy. Bay hết, mái nào, nhà nào cũng dính. Đi vào đây chơi tí được. Nhà đấy mới xây xong rồi. Xây xong mà vẫn tốc như thường. Nhà mấy số thì không sao đâu các bạn ạ. Nhà mấy số thì em không dùng cửa kính bắn rất là chắc và buộc cả dây thép vào. Sáng nay Long nhìn không thấy nhà mấy số bị ảnh hưởng gì cả. Dây điện này, sợ không? Rơi hết xuống này. Đi qua đây cẩn thận, nó củ vô đấy. Úi chùa. Đây là mình mới đi loanh quanh ở đây rồi đấy. Còn chưa đi sâu ở bên trong kia, còn nhiều nhà tiêu điều hơn, có lẽ là hỏng hết rồi. Nhà mới xây xong rồi, gạch còn chưa khô. Ở đây xây thì họ không có điều kiện để chát đâu, chỉ xây nguyên thô này không được. Chào anh. Bé này có phải bé khuyết tật không hả Sùng? À, bé khuyết tật ngày xưa Sùng đến thăm cho quà đấy đúng không? Hút đợt anh về quê đấy. Chào anh nhá. À, cái nhà mình một đợt này mới sửa lại à? Sửa lại nhưng bay hết này nhỉ. Ngày trước thì Long cũng có quỹ, thì đợt đấy Long về quê thì gửi quỹ cho em Sùng để em Sùng đến thăm cháu khuyết tật đây. Sửa nhà này là vay tiền nhà nước sửa à? Làm à? Vay bao nhiêu tiền đấy? 50 triệu. 50 triệu à? Ừ. Chứ mình lấy đâu ra tiền để sửa đúng không? Em đi vào nhà tí nhá. Vừa vay vốn nhà nước 50 triệu để sửa nhà xong. Trận bão này bay hết mái rồi. Đây. Ôi giời. Cũng xà cổ sắt hẳn hoi chứ. Bắn nhưng mà chắc là cái mũ của nó không, mũ của nó bé quá nó không giữ được. Ừ. Nó do cái mũ thôi, mũ vít đi. Cháu này thì không được đi học đâu, là cứ ngồi bò răn bò xoài này thôi. Đi không được. Ừ. Khuyết tật. Con gái đi à?
Ôi dồi ôi, rét này mặc quần cho con đi anh. Để cho nó nghịch đất nghịch cát bẩn hết rồi. Em đi sang nhà này tí. Hỏng hết nhỉ. Nhà nào cũng dính. Nhà nào cũng dính. Mỗi nhà một ít. Nhà dính nặng thì tốc hết rồi. Cố gắng làm sao mà đồng hành cùng các quý hảo tâm để sửa lại cái mái nhà cho ba cháu mồ côi bên kia kìa. Còn mấy cái gia đình này thì dù sao người ta vẫn có người lớn. Đây, nhà cô đây. Nhớ chưa ông? À, chào em nhé. Chào cô nhá. À, cô bảo vào nhà đấy, em bảo vào nhà đấy. Đến là hỏng hết rồi. Xuống em thử hỏi xem là nhà này có bao nhiêu người sinh sống ở trong đấy. Chị bao lô. Bé chê nó. Bé chê nó y bé một lâu tủ nị tí tu à. Bốn người à? Hết rồi. Có đàn ông trong gia đình không hả cô? Có chồng hay có con trai không? Chị cả... Chồng đi làm thuê ở Bình Dương à? Đây. Hình như sáng nay có người đến sửa cho hay sao ấy, đang định sửa hay sao này. Bay cả cả mái, cả vách, các thứ bay hết này. Nhà bên cạnh này cũng hỏng này. Nói chung là nhà nào cũng hỏng. Hỏng không hỏng ít thì hỏng nhiều thôi. Những cái nhà nào mà cũ kỹ quá thì nó sẽ hỏng nhiều hơn. Nên đi quay lại chỗ ba cháu bồ côi thử hỏi bác trưởng thôn đây, bác ruột của các cháu đấy xem là bây giờ nhà như thế thì các cháu đang chắc là ở bên đấy quá. Xem có kế hoạch nào để giúp các cháu không. Cháu đi về đây, một chế đây. Hỏng hết. Nó nhổ cái ngô này về để dặm một chỗ khác à? Ừ. Ngô đổ tỉa bớt thì đi dặm ở những cái chỗ nó không mọc được. Xin chào người đẹp. Học lớp mấy rồi cún? Học lớp 9 xong rồi. Nghỉ gì à? Ừ. Học lớp 9 xong là biết là xong là nghỉ rồi. Trên này toàn học lớp 9 này. Ít ít có thấy có bạn nào học hết 12 lắm. Ở xã Đường Thượng này, xã Thái An của Quản Bạ này, xã Đường Thượng, xã Du Già, xã Du Tiến, xã Lũng Hồ là những cái xã mà xa trung tâm huyện thị lắm các bạn ạ. Cách toàn gần 50 cây cho đến 6-70 cây thôi. Xã vùng cao huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đó là đã là cái huyện nghèo rồi, nhưng mà những cái xã mà Long đang đồng hành cùng bà con ở đây nó còn lại xã vùng cao của cái huyện nghèo nữa cơ, nên là khổ lắm. Quay trở lại xem nào, nhà ba cháu mồ côi bên này đang ở đâu, có giúp gì được không? Mấy nhà bên này đỡ nhỉ, mấy nhà bên này không sao, hỏng hết nhà rồi. Chỉ cười thôi nhỉ, chả biết làm gì đâu nhỉ. Hỏng này thì chỉ biết cười thôi, cũng không khóc được nữa rồi. Đang mùa ong bạc hà này. Đang mùa ong bạc hà này, các cháu nó lấy sáp nó ăn. Ngọt không? Ngọt nhỉ? Có chó rồi, hết nó dưới mù. Cắt cần rồi ấy. Nên mua là sai. Nên mà hãy là chí quá là phải nhỏ.
Rồi hỏng nhẹ nhẹ, hỏng trước mặt một tí thôi. À, đường vào cái nhà kia là đường nào không nhỉ? Cái nhà bé bé. Không biết có ai ở không nhỉ? Đâu đi tìm cái nhà đấy xem. Mình thấy từ bên ngoài nhưng mà không biết đường vào là đường nào. Đâu cái nhà đấy đâu nhỉ? Thôi đi ra đằng kia xong rồi tìm hướng vào xong. Không biết có ai ở trong đấy không? Nhà đấy mới là thảm cảnh, dã man. Sập hết không còn cái gì luôn ấy. Long đang quay trở lại nhà của ba cháu. Bé ơi, đây có cái út ở nhà sao rồi? Đây, thứ nào đây? Có phải con gái út không? Đi đâu rồi? Bé ơi, bé ơi, à, không phải bé đấy đâu. Đi vào trong nhà anh trưởng thôn này nè. Có đứa bé cởi chuồng đang nghịch nước ở đây. Nhưng mà mình không muốn ghi hình thì chắc xin phép là dừng máy đã. Đi đến đây Long thấy có một cái căn nhà mới dựng này. Không biết là có hai vợ chồng trẻ hay là ai đó ra đây ở. Nhà này thì chắc chắn là dựng để ở rồi. Dựng tạm như này thì một là người già, hai là vợ chồng trẻ các thứ này. Mình không có ai trong nhà hay sao. Đi lên nhà trên hỏi thăm. Đấy, mà bảo là 2024 rồi vẫn còn tồn tại những cái căn nhà như thế này thì khổ sở. Đây là căn nhà của hai vợ chồng trẻ với mấy đứa con này này. Năm ngoái Long cũng tặng một ít đồ. Đi vào nhà chơi một tí, hỏi thăm xem kia là nhà ở hay là nào. Hai vợ chồng này không biết tiếng phổ thông. Xin chào, có ai ở nhà không? À, ở nhà. Chồng đâu? Chồng đi chợ. Anh hỏi một tí, nhà bên này ai ở đấy? Bà. Nhà mới mới này. Một bà thôi. Một bà. Sao đợt này mới biết nói tiếng phổ thông này, ngày xưa không biết nói mà một năm không gặp mà biết nói tiếng phổ thông rồi nhỉ? Mấy con rồi? Ba con. Vẫn ba con thôi gì? À, một năm không gặp lại lại biết tiếng phổ thông rồi. Em bảo đây có một bà ở. Chắc là không chồng không con gì nữa. Thế chồng đi chợ hả? Mùa sáng nay mưa to đấy, nhà không bị làm sao đâu phải không? Sao rồi? Ờ, tốt quá rồi. Thôi nấu cơm đi anh đi đây. Đấy, mặt năm 2024 rồi mà còn tồn tại những cái nhà bọc vách này. Rồi những cái nhà bằng vách lan, vách lứa kia ở ngay gần trung tâm xã này. Không biết bao giờ cái cuộc sống ở trên vùng cao này mới tiến triển được. Qua dòng suối này Long lại thấy có một căn nhà nhỏ nhỏ ở đây cũng hỏng hết rồi. Không biết nhà ở hay là nương, nhưng mà Long nghĩ là nhà ở thôi. Trên này toàn những cái nhà me me bé bé mà. Đến mùa mưa bão cái dòng suối này hầu như nó ngập này. Khu vực này ngập trắng băng hết này. Mới mưa bão một trận, mưa ít lắm chỉ gió thôi buổi sáng hôm nay ấy. Mà hoa màu thứ chỗ này cũng hỏng hết rồi, không thoát được, nước ứ động. Long đang nói tới căn nhà rồi các bạn, không biết nhà ai, hỏi mấy chị này xem. Nhà cửa toàn tạm bỡ này, làm sao mà ở được nhỉ? Chị đi cắt cỏ đi đâu đây?
Cho em hỏi với, đây là nhà ở hay là có ai ở không? Nhà ở à? Ai nhà ở đấy? Có lỗ hay có là có lỗ trên lìa có lỗ hay này là quay này. Em này á? À? Em này ở à? Đi về đi. Đi về anh xem nhà một tí. Hai vợ chồng trẻ à chị? Hai vợ chồng trẻ á? Có mấy con rồi? Một con. Một con à? Chồng ở đâu chị? Chồng ở đâu? Chồng về nhà đâu? Nhà này nhà mới. Chồng đi về nhà cũ rồi. Nhà mới à? Nhà chắc là nhà bố mẹ quá. Nhà này bảo về nhà cũ rồi, nhà này chắc nhà mới, hai vợ chồng trẻ ra ở riêng nhà này quá. Xuống ấy bảo là anh vào nhà chơi một tí được không? Dẫn đường đấy anh vào nhà đi. Nhìn cái bé này người nó không thật lắm nhỉ. Nhìn cười cứ chậm chậm. Hỏng hết rồi. Nó ở trong này đấy chứ nhỉ? Đây giường rồi đấy, giường với quần áo ướt hết rồi đấy. Rồi em đưa hẳn máy vào bên trong xem rồi này. Ôi giời, nó ở đây đấy nhỉ? Quần áo nhỉ? Tôi hỏi xem là ngày bình thường là hai vợ chồng với con ở đây à? Hai vợ chồng ra ở riêng á. Thế nên bây giờ chồng về nhà ông bà này. Tối nay thì chắc là phải về nhà ông bà hết rồi. Mình ra mình lạnh qua trên ra nè hả? Nhà bên là tàu ố sống á. Ở đây gần 2 năm á. Thế tối nay về bên kia hết à? Về nhà ông bà hết à? Ông bà nội hay ông bà ngoại? Nhân đạo từ từ bò ra tí mà. Dạ ấy. Từ tí dục em ạ. Ông bà nội. Bố chồng á. Nó gọi là ông bà nội đấy. Học hết rồi nhà, khổ nhỉ. Nói chung là ở nguyên cái dọc đường long đi không biết bao nhiêu nhà. Cột điện các thứ đổ hết rồi. Nhà bên kia cũng hỏng rồi. Hầu như hỏng hết các bạn, toàn những căn nhà liêu xiêu lẹo vẹo thôi. Khu vực khá là bằng phẳng. Đây, những cái nhà cao tầng này là trung tâm trường học với trung tâm ủy ban này các bạn này. Ngay đây thôi này. Đấy, trung tâm xã rồi mà. Bà con ở trên này nghèo quá, quá nghèo luôn đấy. Rồi, anh cảm ơn nhá, anh đi đây. Vừa rồi thì Long đã đồng hành cùng toàn thể quý khán giả đến thăm một khu vực tại gần trung tâm xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Sau cái trận mưa bão buổi sáng ngày hôm nay thì gia đình nào cũng thiệt hại, không thiệt hại về hoa màu thì nhà cửa các thứ đấy. Và rất là nặng nề ở một số gia đình, đặc biệt là nhà của ba cháu mồ côi mà Long có ghi hình bên đó. Rất là hy vọng được sự quan tâm, ủng hộ của toàn thể các quý hảo tâm, các bạn khán giả trên kênh để làm sao có quỹ để giúp sửa sang lại cái nhà cho ba cháu mồ côi ở bên kia. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể quý khán giả đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.